Chị tên là Hà Thị Lâm, làm ở Chimy được 3 năm. Công việc hàng ngày của chị đến đây là đến chăm sóc cây dâu, bắt đầu từ thời điểm ươm giống cho đến lúc cây khỏe mạnh và cho ra giống xuống cây. Khó khăn của chị là ở đây làm thì làm từ sáng cho đến tối mịt, thì bên cạnh là gia đình con nhỏ nên là chị cũng không chăm sóc được con nhỏ, chủ yếu là phụ thuộc vào gia đình chồng và chồng giúp đỡ nhiều. Cái thời tiết mưa nắng bất thường này làm cũng rất là vất vả. Chị em có san sẻ công việc với nhau thì làm cũng cái là cũng cái cây rau tây ở Chimy Farm mình là làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên là đòi hỏi là khắt khe, làm chuẩn quả dâu tây, chăm sóc được cây dâu tây, quả dâu tây đến tay người tiêu dùng thì cũng là một quá trình rất là khó khăn. Làm ở công ty này là được cũng được công ty quan tâm rất nhiều, ví dụ như là lúc nhân viên ốm đau thì công ty cũng đến thăm hỏi và động viên kịp thời. Đây là công việc nó vất vả đấy, nhưng mà chị em nhân viên là cùng san sẻ làm với nhau thì cũng cảm thấy là nó gắn bó, nó vui vẻ.